Nhá, xin chào các bạn. Bắt đầu bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Bây giờ là 7 giờ 15, 7 giờ 20 mình sẽ bước ra khỏi nhà, mình vỗ gác xong rồi á mình sẽ đi xe buýt đến bệnh viện. Thì đi xe buýt như thế nào và thời gian từ nhà mình đến đó là mất bao lâu thì mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây là bãi gác. Bên hàng muốn bỏ gác là phải phân loại ra để bỏ. Nếu gom lại bỏ thì có thể sẽ bị phạt. Bỏ gác xong rồi giờ mình đi ra trạm xe buýt nha. Ở bên hàng á, thì đường xá nó rất là sạch sẽ. Đây là khu nhà của mình ở. Đây là trạm xe buýt. Còn đây là bao ni lông. Để sợ lạnh người ta dùng bao ni lông bao quanh hết trạm xe buýt. Đây là màn hình chỉ thị các chuyến xe buýt. Còn cái này là cái ID của trạm xe buýt này. Các bạn có nghe nói gì không? Mình nghe lại một lần nữa nha. Lần này thì nghe được rồi đúng không? Quên quay cái khúc mà lên xe buýt là phải quẹt thẻ như thế nào nữa. Để mình cho các bạn xem cái này nhé. Đây là cái máy quẹt thẻ trên xe buýt. Và khi đi lên và đi xuống người ta sẽ quẹt như thế này. Các bạn nhìn đi nhé. Để ý thấy người ta quẹt không? Cầm cái thẻ mình quẹt qua đó là được. Do có bệnh corona nên người ta chỉ đi xe riêng. Nên xe buýt chỉ có vài người thôi. Xe buýt nó đang nói về cách đề phòng con corona nè, các bạn nghe thử nó nói gì nhé. Sao rồi các bạn có nghe rõ không? Nếu mà các bạn không nghe rõ thì có thể nhìn phụ đề ở dưới, mình có ghi phụ đề ở phía dưới đó. Nhưng mà đừng có nhìn phụ đề liền, các bạn thử nghe thử vài lần. Nếu mà không nghe được cái phần nào á, thì lúc đó mình hãy nhìn vào phụ đề nhé. Đây là khu biển ở phía trước nhà mình. Bây giờ buổi sáng thì nó khô nước hết rồi, buổi chiều thì chiều lên thì nó mới đầy vào đây. Còn đây là khu mua sắm ở gần nhà. Khu này nó to dữ lắm luôn, vô vào bên trong là nó rộng dữ dằn luôn. Nhìn bên ngoài cũng thấy đẹp, thấy rộng đúng không? Nếu bạn nào có điều kiện thì có thời gian thì đến đây mua sắm nha.
Khu này á, có rất là nhiều chung cư và tòa nhà cao tầng. Nhìn rất là đẹp luôn nhé, nhìn rất là hùng vĩ luôn á, các bạn xem thử đi. Để mình quay tới khúc cuối cùng ra khỏi cái khu này cho mấy bạn coi nhé. Khu này thiệt là đẹp luôn, nó mới xây lên á. Khoảng nếu mà hoàn tất á, có nghĩa khi mà người dân được vào đây ở thì chắc cũng khoảng được gần một năm rồi đó. GS25 là một trong những cái cửa hàng tiện lợi ở bên Hàn Quốc nhé. Nó bán rất là nhiều đồ á. Nếu mà các bạn qua bên hàng mà muốn đi mua đồ mà cần thiết mà không biết ở chỗ nào đó thì các bạn có thể đến cửa hàng tiện lợi mà tìm mà mua thử nhé. Có thể là sẽ có ở đó đấy. Ở đây nó cũng có dòng chữ gì nữa nè, mình đọc và xem luôn nhé. 승객 여러분, 내리실 때 놓고 내리는 물건은 없는지 확인하세요. 승객 여러분, 쓰레기는 되가져 가세요. Mình thì dịch như thế này, các bạn nào có cách dịch hay hơn thì chỉ mình nhé. Đến đây là hết cái khu nhà mới này rồi đó. Khi cần đến trạm mà mình xuống mình sẽ ấn vào đây nhé. Đến nơi mà mình làm rồi nhé, mình sẽ xuống xe ở đây.
Thì video của mình quay hôm nay chỉ đến đây thôi nha. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay và có ích thì hãy bấm nút like và nút đăng ký, để đợt sau mình sẽ cố gắng quay nhiều những video hay hơn để cho các bạn tìm hiểu về Hàn Quốc nha. Còn bây giờ là chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye.